Dạ vâng, gửi lời chào toàn thể anh em làm thợ bẫy chồn trên mọi miền Tổ quốc. Thì hôm nay em hãy tiếp tục làm một cái video để giới thiệu cho anh em là cái ba cái mẫu cạm kiềng, hàng đang bán chạy nhất và là hàng cao cấp nhất nhà em đang cung cấp ngoài thị trường nhé. Thì cũng giới thiệu ở cái đầu video này là nhà em chỉ cung cấp loại một thôi, để đảm bảo cho anh em là anh em sử dụng 575 thoải mái, rất là bền. Đấy, những cái cạm kiềng loại 2, loại 3 thì nó rất là giòn, giá cả thì nó có thể là giảm hơn so với cái loại 1 một chút, nhưng mà về cái chất lượng ấy, thì anh em mua một lần anh em sử dụng, nếu mà về loại 1 ấy, bỏ ra thêm 1-2 nghìn đồng một cái nữa thì anh em mua loại 1 anh em đánh được 575, về cái thời gian của nó được rất là lâu. Thế là về cái mẫu cạm kiềng bên em là đều loại 1 anh em nhé. Thì ở cái video này là em giới thiệu cho anh em ba cái mẫu cạm kiềng mà phục vụ cho anh em là bẫy chồn. Thì cái mẫu thứ nhất đấy, em giới thiệu cho anh em là cái mẫu cạm kiềng 12 cm, mẫu cạm kiềng 12 cm này. Mẫu thứ hai là 14 và mẫu thứ ba là 16. Và em vẫn có một cái chương trình tri ân khách hàng nhé, để giảm giá tất cả những cái sản phẩm ở cái cuối vụ bẫy chồn của năm 2023 này. Đấy, thì em sẽ giảm giá tất cả những cái sản phẩm từ cái mẫu cạm bẫy chuột này, bẫy chồn, rồi bẫy thú rừng, rồi cộng với là những cái dây phanh này em đều giảm giá anh em nhé. Thì em sẽ giới thiệu ở cái đầu video này vài cái mẫu cạm kiềng 12 cm này, và em sẽ báo giá ba cái mẫu cạm kiềng này ở phần cuối video. Anh em mà quan tâm thì anh em hãy xem hết cái video này. Còn nếu mà anh em mà có nhu cầu mua, anh em cứ alo trực tiếp cho em qua số điện thoại đây nhé, 0926611998. Đấy là vài cái số điện thoại để anh em đặt hàng. Còn vài cái mẫu cạm kiềng 12 cm này thì phù hợp cho anh em là bẫy những con chồn, con thú từ 1 đến 3 kg. Bẫy những con chồn, con thú từ 1 đến 3 kg anh em nhé. Thì anh em sử dụng cái mẫu cạm 12 thì đây là về khoảng độ tầm 15 cái. Anh em thấy này. Và tất cả những mẫu cạm kiềng bên em thì răng rất là khít. Em sẽ bỏ ra giới thiệu một cái này. Đây anh em thấy tất cả răng rất là khít và cạm rất là bóng như này. Thì về cái mẫu cạm kiềng loại 1 ấy, thì em giới thiệu là cái thứ nhất là về cái cạm thì nó rất là bóng như này. Cái thứ hai là về cạm thì rất là tròn vành. Cái thứ ba là bản răng rất là to. Cái thứ tư là răng rất là khít. Cái thứ năm là vành rất là dày. Rất là nhiều những video em giới thiệu rồi, thì video này em giới thiệu nhanh. Đấy, chủ yếu là có một cái chương trình tri ân khách hàng này em muốn giới thiệu cho anh em thôi. Và ba cái mẫu cạm kiềng này. Đấy, đây là về phần tai da cạm, lỗ sỏ dây thắng. Đấy, và chất lượng cạm này anh em thấy này. Rất là bóng như này. Đảm bảo cho anh em mà sử dụng được rất là bền. Thì khi mà anh em mua từ cái mẫu cạm 12 đến cái mẫu cạm số 33 ấy, là em đều tặng cho anh em là một cái lẫy như này, để anh em về anh em tự làm màn đạp. Còn trường hợp mà anh em mà không có thời gian làm bàn đạp ấy, hoặc là anh em chưa biết làm bàn đạp với những anh em mới chơi, thì anh em có thể là alo đến để em sẽ gia công cho anh em là những cái chiếc bàn đạp tôn xanh như này. Là giá là 1.000 đồng. Một cái chiếc bàn đạp em cũng báo giá luôn, rất là nhiều những video nào em cũng giới thiệu. Mua thêm cái tôn xanh này là 1.000 đồng, em chỉ lấy tiền tôn không lấy tiền công của anh em. Còn nếu mà anh em mà muốn về anh em tự làm bàn đạp thì anh em được tặng thêm cái lẫy như này, và giá của nó thì sẽ giảm hơn 1.000 đồng. Đấy là về cái mẫu cạm kiềng 12 cm. Còn là về tiếp theo mà em muốn giới thiệu cho anh em là về cái mẫu cạm kiềng 14 cm. Anh em thấy này, đây là về khoảng chục cái, răng cái nào cũng rất là khít nhá. Và em sẽ bỏ một cái ra giới thiệu chi tiết cho anh em. Răng rất là khít này, bản răng to, cạm rất là dày, tròn vành. Cạm 14 cm này thì phù hợp cho anh em là bẫy những con chồn, con thú từ khoảng 5 kg đổ xuống. Đấy, 1 đến 5 kg là anh em sử dụng cái mẫu cạm 14 cm như này. 5-6 kg là đều bẫy được, nhưng đa số là khoảng độ tầm 3-4-5 kg là anh em sử dụng cái mẫu cạm 14 cm là rất là phù hợp. Khi mà anh em mua thì em vẫn tặng cho anh em là cái lẫy như này, và không có thời gian thì anh em báo thì em sẽ gia công là những cái chiếc bàn đạp tôn xanh như này, giá là 1.000 đồng. Đấy là về cái cạm kiềng 14 cm. Còn là về cái mẫu cạm thứ ba mà em muốn giới thiệu cho anh em là về cái mẫu cạm 16 cm. Cạm thì rất là dày anh em ạ. Đây là về cạm 16 cm. Mấy hôm nay thì anh em đặt cái mẫu cạm 16 cm này cũng rất là nhiều. Đấy. Và cái cạm 16 cm này thì phù hợp cho anh em là đánh những con thú từ khoảng 8-9 kg đổ xuống. 8-9 kg đổ xuống. Đây anh em thấy này. Về bản răng rất là to, cạm rất là dày. Đấy, anh em thấy cái vành của nó rất là dày như này. Đấy, vành trên, vành dưới. Dày, bản răng to. Đấy. Răng rất là khít. Đấy, lẫy rất là bóng như này anh em nhé. Tất cả những phần đề tai da cạm này, lỗ sỏi dây thắng. Và anh em quay tổng quan, quay gần cho anh em tham khảo về mẫu cạm kiềng 16 cm. Đấy. Phù hợp cho anh em là bẫy những con thú 8-9 kg đổ xuống. Thì anh em dùng cái mẫu cạm 16 cm như này. Và khi mà anh em mua ấy, thì em cũng lên chia sẻ cho anh em là anh em lên là mua thêm cho em cái dây phanh xe, dây thắng xe đạp như này, để đảm bảo cho anh em là khi mà anh em sử dụng cái cạm này, anh em sập vào con thú rồi mà con những con thú to thì nó sẽ không tha được cái cạm của mình đi. Tại vì cái công dụng của cái dây phanh này là anh em sẽ buộc vào cạm và buộc vào một chỗ cố định, đảm bảo cho anh em mà con thú nó sẽ không tha được cái cạm của mình đi. Và giá của một cái chiếc dây phanh này thì em cũng báo giá luôn là 2.000 đồng một chiếc dây phanh.
về anh em sử dụng, giá của nó rất là rẻ thôi. Anh em chẳng hạn như anh em mua 100 cái thì thêm 100 cái dây phanh thì mới mất thêm 200.000 rồi anh em. Anh em chỉ cần bẫy được một con thú nào, anh em đã ok tất cả những tiền cạm kiềng rồi. Anh em mà có nhu cầu mua về tất cả những mẫu cạm kiềng nhá thì cứ alo trực tiếp cho em. Còn bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em các video lần sau.